Chào các em, hôm nay các em có một bài thi Việt văn. Các em làm trong 15 phút, cô sẽ trở lại. Chúng mình vẫn là một giấc mộng, và tình chúng mình thấp thoáng giấc mơ hồng. Thì mình hãy tìm thiên đường mà xây mộng, thì ta đem nhau lên non bên con suối mơ ta hằng thầm mong. Và mình xây nhà bên bờ rừng suối mộng, để tình chúng mình sống với đôi tim nồng. Để bên nay vàng ngỡ ngàng như mối tình, để trăng lung linh kêu đôi chim xinh hát ca ca tụng chúng mình. Là lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi. Là lý tưởng của em và của anh, đâu đâu nào anh ơi. Là lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình. Khi ta đứng nhìn một đàn con xinh, từ ngày hai đứa yêu nhau một ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Mong và hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp liều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp liều tình. Thời nghèo chúng mình không giàu bằng nuôi tiền, thì đời chúng mình đã có giấc mơ hiền. Thì đời chúng mình đã tìm được thiên đường, để đôi tim xanh yêu nhau bên trong mái tranh bên dòng suối tình. Túp leo lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi. Túp leo lý tưởng của em và của anh, đâu đâu nào anh ơi. Túp leo lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình. Khi ta đứng nhìn một đàn con xinh, tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình yêu hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp liều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp liều tình.